Good morning, good morning. Xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ review phim của Lý Hải, Lật Mặt 7. Một cái bộ phim mà theo đánh giá của nhiều người, luôn cả những cái tờ báo chính thống của Việt Nam và luôn cả những cái phòng vé, là cái bộ phim Lật Mặt 7 của Lý Hải tạo ra một cái kỷ lục mới nữa các bạn, vượt qua luôn cả phim Mai của Trấn Thành. Tại sao họ nói như vậy? Tại vì trước khi mở bán trên vé online 6 ngày thì cái số vé mà bán ra đó các bạn đã đạt trên 100.000 vé bán trước á. Nói cho chính xác hơn là cách đây 15 giờ theo một cái tờ báo chính thống của Việt Nam là Vietnam.net, một tờ báo điện tử đấy các bạn, báo chính thống á, thì con số chính xác nhất trong 6 ngày bán trước cho khán giả thì nó đạt đến là 105.000 vé. Đây là một con số kỷ lục luôn, qua mặt phim của Trấn Thành luôn, với là cái số vé bán trước này. Thật ra câu chuyện này nó xoay quanh qua một người mẹ có 5 đứa con. Và để làm sao để duy trì cuộc sống và dạy dỗ con cái như thế nào lớn lên. Các bạn cũng biết rằng tình mẹ thì nó bao la lắm. Đối với lại cái tình mẫu tử đó các bạn. Lúc nào không phải chỉ có người mẹ không, mà trong đây thì chỉ nói về người mẹ thôi, không có nói về người cha nhiều. Người mẹ thì lúc nào cũng gần gũi con cái. Dĩ nhiên, nếu mà giữa cha giữa mẹ đó, thì đa số mà chúng ta hỏi con nít đó là thương mẹ nhiều hay là thương cha nhiều thì theo cái sự nhận xét mà khách quan thôi, là mấy đứa nít đó thường đã là thương mẹ nhiều hơn. Tại vì mẹ gần gũi hơn, chăm sóc chúng từ thở mà còn mới vừa sinh ra, phải không các bạn ha? Người ta nói 9 tháng cu mang, 3 năm ẩm bồng, nó có một cái sợi dây giao cảm từ ở trong bụng mẹ là... rồi người mẹ hy sinh làm tất cả mọi việc để chăm sóc cho con cái của mình. Nhưng mà khi lớn lên á thì các bà mẹ thì thường chọn cách hy sinh nữa. Chẳng hạn như là, tại sao tôi nói như vậy, chẳng hạn như là ở một mình buồn, nhiều khi các con cái lâu lâu gọi về hỏi mẹ có khỏe không, mặc dầu mệt bệnh nhưng mà cũng vẫn nói là mẹ khỏe, không có gì, mẹ làm được chuyện này, mẹ làm được chuyện kia. Nhưng thật sự ra là bà rất muốn các con về thăm bà thi thoảng, phải không? Lâu lâu gọi phone về, mình có thể về được thì mình về, chứ đừng có kiểu mà gọi phone. Chẳng hạn như là tôi nói các bạn nghe, những đứa con ở hải ngoại đi làm việc bên Nhật, bên Úc, bên này bên kia nọ, hay là đi qua ở bên Mỹ sinh sống châu Âu, người ta cực chẳng đã, người ta gọi phone về qua Zalo, Viber hay là Messenger, tại vì người ta không thể về thăm gia đình được. Còn các bạn thì ở trong nước, nếu có thể được thì cứ hãy về thăm cha mẹ mình dịp cuối tuần hay là mỗi tháng về một lần, từ Sài Gòn về dưới quê hay là các tỉnh thành về thăm cha mẹ. Tại vì lúc cha mẹ tuổi già đó, họ cần cái sự quan tâm của các con lắm. Trong cái thời gian mà chăm sóc con cái đó các bạn, lúc mà còn nhỏ đó, nhiều khi các bậc phụ huynh hay nói đùa một câu, lớn lên là đứa nào nuôi mẹ nè, lớn lên đứa nào nuôi cha nè, thì đứa nào cũng dành nuôi chứ nghe. Đứa nào cũng nói để con nuôi, về ở với con. Nhưng mà khi mình lớn lên á, trưởng thành rồi á, lập gia đình rồi, thì cái câu chuyện nó lại là khác. Không các bạn ha, mỗi lần hỏi thằng hai thì đi làm xa, đang công tác, thằng ba thì bận rộn công việc, con nhỏ tư thì chăm sóc con cái bệnh hoạn không về được, thằng năm thì nó cũng đang đi học xa, còn thằng sáu thì hứa lần hứa lựa, nó cứ như vậy hoài. Cái dòng đời nó là như vậy đó các bạn. Thế mà cha mẹ mà muốn đi thăm con cái là xách cái giỏ,
một hai bộ đồ là cứ đi vậy thôi, nhớ nó quá rồi. À, ra bến xe miền Tây, miền Đông gì đó, hay là mua vé máy bay đại khái đi thăm nó. Còn mà mấy đứa con mà kêu về thăm cha mẹ, nó giống như là một cái cực hình vậy. Chúng ta cũng là biết rằng nước thì nó chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược đâu không các bạn ha. Thì các bạn nhìn những hình ảnh đó ở ngoài đời thực tế thì các bạn cũng nên suy nghĩ lại, sống chậm lại một chút. Tại vì khi mà những người lớn tuổi, người già rồi á, họ buồn, họ tủi lắm. Biết đâu chúng ta gặp được hôm nay nhưng mà ngày mai chưa chắc gì chúng ta gặp được nữa. Nó khổ là khổ cái vấn đề đó nữa. Rồi có những cái mà trong gia đình đó các bạn, mà cứ cha mẹ mà cứ hy sinh cho đứa con nào đó, cái gì cũng có hết. Phần mình thì chịu nhịn, chịu đói, chịu khát để lo cho các con. Rồi những đứa trẻ đó nó cảm thấy rằng nhiều khi nó không trưởng thành được nữa. Nó nghĩ rằng nó xứng đáng được cha mẹ chăm sóc cho nó, hay là xứng đáng để được cha mẹ quan tâm cho nó, mà nó lại không quan tâm đến người khác. À, tại vì nó quen rồi, nó quen hễ mà hồi nhỏ đó thì nằm dạ dãy nảy khóc lóc thì người mẹ phải mua cho miếng bánh, mua cho miếng kẹo dỗ dành. Khi lớn lên không được thì giận dỗi, nó không ăn, nó bỏ ăn, cha bộ nó bỏ ăn này kia nọ, thì cha mẹ chiều lòng hy sinh. Rồi khi lớn lên nữa thì nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó nũng nịu, nó dãy nảy để cho người mẹ phải tiếp tục hy sinh, và nó cho rằng nó phải được xứng đáng làm được như vậy. Cho nên cái giáo dục của chúng ta, người Á Đông chúng ta, đôi lúc nó có cái tốt mặt này nhưng nó lại lún sâu vào cái mặt kia, làm cho con cái nó không trưởng thành được. Tại sao những đứa con ở bên Mỹ, châu Âu nó trưởng thành lẹ hơn, phải nói rằng nó tốt hơn, nó biết nhận thức cái tốt hơn những đứa con ở châu Á là như thế. Tại vì họ dạy con hồi lúc từ nhỏ, thí dụ muốn làm cái gì, muốn xin cái gì, muốn có cái đó, muốn cái chơi game gì thì bắt buộc phải làm cái chuyện. Mặc dầu cái chuyện đó nó làm nó không phải, nó không có xứng đáng được cái công, chẳng hạn như là nó muốn mua cái game chơi. Thật ra cái game á nhiều khi cả $100, $200, nhưng cái người cha người mẹ nói con phải rửa chén một tuần lễ, hay là con phải lau nhà này kia nọ, phải làm kia nọ. Thật ra cái công việc của nó làm á nó chỉ sơ sơ vậy thôi, cha mẹ cũng làm lại, nhưng mà làm đằng sau lưng nó, không cho nó thấy, nhưng mà cho nó biết rằng nó phải bỏ ra công sức lao động để có được cái thành quả. Lúc mà đó là cái lúc mà nó dưới 10 tuổi đó, thường thường họ dạy như vậy, và tôi cũng áp dụng những cái đó đối với con tôi. Rồi khi mà nó trưởng thành được 17, 18 tuổi là nó bắt đầu phải ra riêng, và cha mẹ ở bên Mỹ này thường thường cũng vậy, 18 tuổi là cho nó ra riêng để nó biết tự lập, để nó biết thế nào là tiền nhà, tiền điện, tiền xe, tiền nước, chứ không thể nào mà sống nhờ vả vào cha mẹ hoài. Và ngay cả khi nó 18 tuổi mà nó muốn sống ở nhà đi nữa thì tại vì không phải ở Mỹ này ai cũng khá giả chăng đâu các bạn. Nhiều người cha mẹ không thể nào lo lắng cho nó, đúng mà nó 18 tuổi nó cần mà có cái này cái kia cái nọ, thì các bậc phụ huynh nói thôi con hãy ra xã hội và làm những gì con thích và tự nuôi sống bản thân của mình. Đại đa số khi mà các em các cháu 18 tuổi vừa đi học ở các trường đại học nữa ha, rồi ở trong dorm, ở trong cái chỗ đó đó, hoặc là mướn những cái căn hộ mà gần gần cái trường học, rồi tụi nó vừa đi học và vừa đi làm để nó trải nghiệm cuộc sống, và cũng để biết thế nào là lễ độ với cuộc sống nữa. Chứ không thể nào mà ngửa tay xin tiền hoài. Tôi thấy ở Việt Nam rất nhiều trường hợp
là cứ sống nhờ vào cha mẹ và tối ngày cứ ngửa tay xin tiền, ngửa tay xin tiền. Nhiều khi tới 40-50 tuổi, ngay cả đứa em trai tôi cũng vậy, tới cho tới giờ này cũng vậy, từ nhỏ tới lớn luôn, bây giờ hơn 50 tuổi rồi cũng ngồi ngồi đó chỉ ngửa tay xin tiền thôi chứ không biết làm gì, chứ không nuôi nổi cái bản thân của mình nữa mà. Bởi vì khi mà thương các con, cha mẹ nào mà không thương con đó các bạn ha. Nhưng mà mình phải thương cho đúng và dạy cho nó, cho roi cho giọt nữa. Chứ không phải thương bằng cách hy sinh của mình để cho nó trở thành một đứa kêu bằng là không biết tự lập, không biết trưởng thành. Nhiều khi nó tạo ra cái thói hư tật xấu. Nhiều khi vui vui lắm. Ở nhà nhiều khi nó chơi với em. À, mẹ tôi nói chơi à, lỡ mẹ chết rồi mày làm sao? Cái này con chết theo mẹ luôn. Thấy không? Bạn thấy không? Có nghĩa là nó không biết làm ăn, không biết sinh hoạt, cũng không biết kiếm tiền, cũng không biết làm cách gì để sống. À, thì nó sống tới giờ này là nhờ anh em này kia nọ bao bọc, rồi tiền hải ngoại gửi về hàng tháng nuôi cha mẹ, thì nó cứ nó thay vì mẹ nó cũng làm khổ cha mẹ nhiều nữa. Những người mà tôi không phải là nói về em tôi không, mà những có tôi gặp rất nhiều trường hợp đó luôn. Thí dụ đáng lẽ một người cha mẹ đó, số tiền mà con cái hải ngoại gửi về vừa nuôi bản thân mình còn dư giả đi chơi du lịch này kia nọ, nhưng có những đứa con không trưởng thành đó, thành thử nó phải san sẻ cho nó. Các bạn thử nghĩ coi, một người ở Sài Gòn sống thì một tháng bao nhiêu? Một người á, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống, tiền cà phê, tiền thuốc lá, thì các bạn gọi tiền phone nữa, gọi tiền xe máy nữa, tiền xăng cộ nữa, một tháng các bạn nghĩ bao nhiêu? Có phải mất mấy triệu bạc không? À, thay vì cha mẹ mình gửi số tiền, thí dụ đi, mình nói thí dụ đi, một tháng 200 đô đi, thì cha mẹ mẹ mình được khoảng cỡ 5 triệu đi. Lễ lộc thì gửi nhiều hơn bình thường như vậy. Đáng lẽ là một người sống như vậy cũng cũng khỏe rồi, mấy người lớn tuổi người ta không xài tiền nhiều, nhưng mà phải chia cái số tiền đó cho nó nữa. Cho nên thay vì nói tóm tắt lại chẳng hạn như là nhiều khi những người lớn tuổi người ta muốn ăn tô phở hay là một cái bún bò Huế ngon lành gì cái nọ đại khái, nhưng mà đâu dám ăn, tại phải hy sinh cho đứa con đó nữa, sợ nó đói, sợ nó khát. Mà chẳng những mà đâu phải là lo ăn uống đâu, còn lo tiền xăng, tiền cộ, xe cộ cho nó nữa, ăn nhậu nữa, thuốc lá nữa, không làm ra tiền mà đòi hưởng thụ không à. À, mình thì không hút thuốc nữa nè, mà bệnh một ngày một gói thuốc lá, rồi tiền uống rượu, uống bia nữa đó. Nhưng mà nhiều đứa con đó họ không có trưởng thành, và họ nghĩ rằng những cái thứ đó là nó xứng đáng nó được hưởng, nhưng mà nó đâu phải là hưởng từ cha mẹ đâu, nó hưởng từ anh em, những người thân ở hải ngoại gửi về. Mà những người ở hải ngoại nhiều người á, cũng rất là nhiều người giống như tôi, 60 tuổi, hơn 60 tuổi rồi, phải làm việc quần quật để nuôi những người như vậy. Việt Nam mình tại sao đất một đất nước ít có phát triển được, tại sao? Là họ ỷ lại quá nhiều. Sự ỷ lại từ nơi cha mẹ, từ nơi gia đình và từ nơi xã hội nữa. Mời quý vị một ly trà nóng nha. Mình xin lỗi là khi mình nói là mình chỉ nhìn chung chung thôi, chứ cũng không phải là quơ đũa cả nắm. Thì dĩ nhiên nhiều gia đình Việt kiều họ thành công tại vì họ biết làm việc, họ biết họ siêng năng, họ cũng làm biếng, và họ biết cái cần cầu tôm của cái người ở hải ngoại gửi về giúp cho họ, thì họ sẽ lấy cái cần cầu tôm đó họ tự bắt đầu câu cá. Mình cho họ một chiếc xe thôi đi lại, thì họ sẽ lấy cái xe đó họ đi làm, rồi bắt đầu cái họ sẽ mua được chiếc xe thứ hai thứ ba. Còn có nhiều người thì
cứ vài ba năm cho một chiếc, vài ba năm cho một chiếc thọ. Cái kiểu mà sống mà lười là một, tôi nghĩ là lười á, lười không chịu đi làm việc, lười biếng. Vâng, bây giờ chúng ta nói sang cái bộ phim Lật Mặt của Lý Hải nữa ha. À, để bắt kiến giúp thấy các bạn ơi, những cái tờ báo này viết chữ nhỏ quá trên điện thoại nhìn không ra. Cái bộ phim Lật Mặt 7 của Lý Hải sẽ qua mặt phim Mai. Đó là cái việc hiển nhiên và nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy. Và tôi thích cái bộ phim Lý Hải này khi mà Lý Hải nói rằng là hồi đó giờ có những cảnh mà bạo động hay những cái cảnh mà 18 cộng đó, con nít đi coi không được. Nhưng bộ phim này là nguyên cả gia đình đi coi được. Các bạn biết cái thời đại 4.0 mà ăn cơm trên bàn ăn thì đứa mấy đứa con có đứa thì cầm điện thoại, có đứa thì nói chuyện điện thoại bực mình lắm. Mà mình đi coi phim này á thì dẫn nguyên cái gia đình đi coi, đó là một điều mà nó rất thú vị, không các bạn? Tôi ủng hộ á. Dù chưa khởi chiếu chính thức, Lật Mặt 7 ghi nhận thành tích đầu tiên khi trở thành phim Việt có số vé bán trước 6 ngày đầu tiên cao nhất một thời đại với hơn 105.000 vé bán ra. Con số kỷ lục ha. Lật Mặt 7 khởi quay từ tháng 12 năm 2023, trong một tháng rưỡi bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Hà Nội. Dù chưa khởi chiếu chính thức, phim ghi nhận thành tích đầu tiên khi trở thành phim Việt có cái số vé bán trước trong 6 ngày đầu tiên cao nhất mọi thời đại, lên đến 105.000 vé. Quay tháng 12 năm 2023, bây giờ ra phim chiếu là như vậy là cũng lẹ lắm đó chứ. Thường thường mà phim bom tấn là lâu quay, quay nhiều khi quay cả năm trời luôn á các bạn. Lý Hải chia sẻ một kỷ lục mới của Lật Mặt 7 ghi nhận ngay trước khi những suất chiếu sớm đầu tiên được diễn ra. Dù chỉ mới mở bán vé trước có 6 ngày, con số được tạo nên chắc chắn nhờ tình yêu thương và sự tin tưởng của quý vị khán giả. Lý Hải và ekip xin cảm ơn từ tận đáy lòng. Trong buổi công chiếu Lật Mặt 7, Một Điều Ước, Lý Hải khiến mọi người bất ngờ khi mời mẹ ruột của mình đến dự. Do cái tuổi cao và khó di chuyển, bà ngồi xe lăn và được dìu lên thảm đỏ. Mời người mẹ của mình 99 tuổi đi xem bộ phim Lật Mặt 7. Lật Mặt 7 này cũng nói về một người mẹ có 5 đứa con. Phải nói rằng tôi rất thích cái tình cảm mà Lý Hải dành cho người mẹ. Nó nói lên tất cả tấm lòng hiếu thảo của một người con. Và thường thường chúng ta thấy không, ở ngoài đời, khi chúng ta làm việc với bất cứ một người nào mà người đó là một đứa con hiếu thảo, ít có bao giờ chúng ta thấy những đứa con hiếu thảo mà thất bại trong cuộc sống lắm. Không, không bao giờ, hiếm lắm. Người khác nhìn vào người đó cảm thấy đồng cảm và người ta nhìn nhận rằng một đứa con hiếu thảo thì họ là một người xứng đáng để làm công tác. Theo Lý Hải, đây là phần phim anh làm để dành tặng cho mẹ ruột của mình, đó chính là bà Phạm Văn Hai, năm nay 99 tuổi. Trên sân khấu, nam đạo diễn gửi lời cảm ơn mẹ và gia đình vì đã giúp anh có được thành công như hiện tại. Trước đó anh hồi hộp vì không biết mẹ có thể đến dự cái buổi công chiếu hay không. Mẹ của Lý Hải hiện thì trí nhớ nó không còn tốt như ngày xưa nữa. Thì các bạn biết rồi, 99 tuổi mà đi đâu có ai mà nhớ rõ được. Nhiều khi quên luôn cả con trai, con dâu và cháu của mình. Nam đạo diễn và vợ mỗi khi rảnh rỗi thường đưa các con về thăm mẹ, trân trọng thời gian bên bà. Mẹ cũng là cảm hứng để anh xây dựng nên hình tượng nhân vật của bà Hai, người phụ nữ tảo tần vị tha cho 5 đứa con ở trong phim Lật Mặt 7. Tôi muốn làm một điều gì đó cho gia đình, đặc biệt là cho mẹ tôi. Nhưng mãi đến bây giờ, Lý Hải mới làm được điều đó. Là một bộ phim nói về gia đình, về tình của mẹ. Tôi rất vui khi lần đầu trong cuộc đời giới thiệu mẹ với các anh chị của mình, các cháu đi trên thảm đỏ.
Lý Hải cho biết anh làm phim này vì mong muốn của các con cũng như những lần khát khao thực hiện một tác phẩm mà cả nhà có thể cùng xem. Lý Hải kể trong những phần trước đều phải kêu các con đi ra ngoài trong những cái phân cảnh mà nó nhạy cảm á. Rồi các con mới hỏi cha, ủa tại sao cha không làm một bộ phim mà có thể ai nấy ở trong nhà được xem hết. Chia sẻ với những tờ báo Việt Nam, Lý Hải nói sau 7 phần phim, anh quen với áp lực nên không lo lắng. Sợ hãi như xưa, nam đạo diễn từng mất ăn, mất ngủ vì đụng độ bom tấn phim nước ngoài. Lý Hải tự hào vì phim đã tạo dựng được một niềm tin của khán giả. Và nó thật sự là cái tên Lý Hải, cái tên á, cái tên Lý Hải là bảo chứng phòng vé nữa nha các bạn nha. Áp lực ở đây là do chính mình tạo ra với người khác. Có khi làm phim họ chỉ xuyên suốt một thể loại. Qua các phần thì nó rất dễ. Còn tôi thay đổi theo từng mùa. Như ở phần 7, tôi lại khai thác chủ đề hoàn toàn khác. Tôi áp lực không biết câu chuyện này mọi người có thích hay không. Cái loại thể loại của phim này có được đón nhận hay là không. Lật mặt 7, một điều ước xoay quanh cuộc sống của bà Hai. Và cái người đóng cái bà Hai đó là nghệ sĩ Thanh Hiền. Nghệ sĩ Thanh Hiền là một người nghệ sĩ mà hay đóng những cái bộ phim là mẹ, là bà khắc khổ đó các bạn. Người mẹ già một thân một mình trong căn nhà ở vùng núi rừng hẻo lánh. Khi các con mỗi đứa một phương, một lần bà Hai không may gặp nạn, chân bó bột, không thể tự làm việc gì. Năm người con mỗi người một mối lo riêng, khó khăn chọn ra một người nào để về chăm mẹ. Các khúc mắc từ đây hé mở với câu chuyện ở từng gia đình một. Phim có xuất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 24 và ngày 25 và khởi chiếu là bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 và có những cái cine tour xuyên suốt dịp lễ 30 tháng 4 các tỉnh thành ở trong tháng 5 luôn. Hy vọng rằng bộ phim này sẽ ăn khách và phim Việt Nam càng ngày càng tiến bộ để có thể tham dự những cái bộ phim mà giống như dành những cái giải thưởng lớn ở nước ngoài đây các bạn. Thì tôi không mong rằng vô Oscar đâu, không phải vậy đâu. Những cái giải mà thường thường ở châu Á thì là cũng vui lắm rồi. Mong rằng cái phim Lật Mặt 7 cũng sẽ được công chiếu ở bên Mỹ như là phim Mai của Trấn Thành các bạn ha. Phim Mai cũng thành công lớn ở nước Mỹ lắm nha. Những cái đứa con tôi nó cũng hỏi, ủa phim Mai tại sao nhiều người nhắc đến quá vậy ba? Tôi nói thì thứ nhất là bộ phim nó cũng ok, thứ hai nữa là người ta PR nó rất giỏi. Cho nên giới trẻ cũng xôn xao đi coi phim Mai lắm. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về Lật Mặt 7, bộ phim của Lý Hải. Xin chúc cho bộ phim được thành công. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Xin chào.